Sáng ngày 26 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa thực hiện giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Phạm Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi. Theo nguồn tin riêng, ông Phạm Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi, bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi nhận hối lộ, theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phượng tại phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Ông Phượng từng là trưởng khoa giải phẫu bệnh, kiêm trưởng phòng pháp y, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Trung tâm pháp y là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, có chức năng tổ chức thực hiện giám định pháp y, giám định tử thi, giám định thương tích khi có quyết định trưng cầu giám định của cơ quan cảnh sát điều tra hoặc tổ chức cá nhân. Để tiếp tục đảm bảo quyền lợi cho những người lao động đang bị chậm đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành hàng tháng thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội tới đơn vị sử dụng lao động và người lao động để biết và đóng đầy đủ, kịp thời. Trường hợp đơn vị chậm đóng từ 1 đến dưới 3 tháng sau khi đôn đốc, nếu đơn vị vẫn không đóng tiền, cần lập biên bản hành vi vi phạm. Đối với đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên, tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất xử phạt vi phạm hành chính. Phối hợp với cơ quan công an lập và chuyển hồ sơ tài liệu để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Với tổng mức đầu tư trên 5.800 tỷ đồng, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức được đưa vào sử dụng hết công năng từ cuối tháng 1 năm 2023, góp phần xóa cảnh bệnh nhân nằm chen chúc tại cơ sở 1 quận Bình Thạnh của Bệnh viện chuyên khoa Ung bướu tuyến cuối khu vực phía Nam. Bên cạnh đó, nhiều công trình y tế hiện đại khác cũng đang được đầu tư xây mới như khối nhà khu chẩn đoán kỹ thuật cao Bệnh viện Nhân dân 115 và khối nhà ngoại khoa Bệnh viện Nguyễn Trãi. Tổng mức đầu tư của hai dự án này là 600 tỷ đồng. Bệnh viện Phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 354 tỷ đồng, Trung tâm Pháp y Thành phố Hồ Chí Minh gần 200 tỷ đồng cùng các dự án bệnh viện cửa ngõ thành phố. Nằm ở phía đông của dải Trường Sơn, các xã vùng cao huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa này, đi đến đâu cũng thấy người co, ca dông, phơi đót khắp sân nhà, hai bên đường. Dù thời tiết trưa nắng nhưng người dân vẫn tranh thủ trải đót thành hàng thẳng tắp. Chị Hồ Thị Ưới, thôn Trà Ôi, xã Trà Sinh, huyện Trà Bồng cho biết, đót đang được thương lái thu mua, giá từ 3.500 đồng đến 5.000 đồng 1kg tươi. Anh Đinh Văn Kiệt ở thôn Trà Ôi, xã Trà Sinh, huyện Trà Bồng cho biết, đàn ông đi hái đót có thể hái được 20 đến 30kg một ngày, tính ra thu nhập đến hơn 100.000 đồng một ngày. Sau khi các thương lái thu mua, họ phơi khô và vận chuyển về các cơ sở làm chổi. Nga vẫn bị loại khỏi nhiều sự kiện thể thao quốc tế, nhưng điều đó có thể sẽ sớm thay đổi khi chiến sự tại Ukraine vẫn chưa biết khi nào kết thúc, trong khi các đợt thi đấu vòng loại cho Thế vận hội Paris 2024 đang đến rất gần. Ngày 26 tháng 1, Hội đồng Olympic châu Á thông báo các vận động viên Nga và Belarus có thể tranh tài tại Đại hội Thể thao châu Á Asian Games năm nay vào tháng 10 với lời khẳng định tất cả các vận động viên, bất kể quốc tịch hay hộ chiếu, đều có thể tham gia các giải thi đấu thể thao. Đề xuất trên được đưa ra một ngày sau khi Ủy ban Olympic Quốc tế IOC cho biết sẽ tiếp tục thăm dò khả năng đoàn vận động viên Nga thi đấu tại Olympic 2024, dự kiến diễn ra tại Paris, Pháp, dù Ukraine kêu gọi cấm các vận động viên Nga tham gia. Về phía Ukraine, họ kịch liệt phản đối khi cho biết hơn 220 vận động viên của họ đã thiệt mạng trong một năm qua và hàng trăm cơ sở thể thao trở thành đống đổ nát. Ukraine chỉ ra những tiền lệ, như việc từng loại Đức và Nhật Bản khỏi Thế vận hội năm 1948 sau Thế chiến thế giới thứ hai. Trong một tuyên bố hôm thứ Tư, thời điểm tròn một năm cuộc xung đột, IOC đã không đề cập đến việc đưa Nga và Belarus trở lại, nhưng cho biết Thế vận hội có thể thúc đẩy sự cạnh tranh hòa bình giữa các vận động viên từ Triều Tiên và Hàn Quốc hoặc Israel và Palestine. Các nỗ lực xây dựng hòa bình cần được kết nối. Một cuộc thi đấu với các vận động viên tôn trọng hiến chương Olympic có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho các cuộc đối thoại, vốn luôn là bước đầu tiên để đạt được hòa bình.